năng lượng của bạn nó kém thì do ba nguyên nhân. Một, do thân xác không có kỷ luật bản thân, ăn ngủ bừa bãi cho nên cơ thể nó không được khỏe, nó sinh ra dễ bị gì ạ, cáu bẩn và tiêu cực. Hai là do tuệ của bạn kém, cho nên trong giao tiếp, trong nói chuyện, trong học tập, trong trao đổi công việc, bạn không có khả năng phân tích và theo kịp, thì não của bạn nó mệt và nó muốn ngủ, cho nên ngu là ngủ. Năng lượng chính là phần tà niệm và chánh niệm. Bản chất khi tà niệm nó vào người mình ấy, thì là mình mất năng lượng. Tôi lấy ví dụ như là bạn ngồi nghe chẳng hạn một thằng nó chém gió mà bạn nghĩ là nó đang nói những cái điều lừa đảo, thì bắt đầu là bạn cảm thấy rất là khó chịu và bạn bị mất năng lượng, tức là bực mình. Hoặc là bạn nghe một cái người mà họ nói về những cái thứ mà nói xấu người này, nói xấu người kia, và bạn cũng ngồi tham gia cùng cái câu chuyện nói xấu người này, nói xấu người kia, thì đến lúc mà khi mà bạn vào làm ấy, thì bạn nhìn, bạn tưởng người ta xấu thật, thế là bạn nhìn thấy người ta bạn cũng cảm thấy mất năng lượng. Vậy thì mất năng lượng đầu tiên là phải từ cái tâm của mình nó tiêu cực quá, tức là mình không có đủ trí tuệ, mình biết đâu là đúng đâu là sai, cho nên mình không phân biệt được đâu là tà niệm, đâu là chánh niệm, thì dẫn tới là bạn gì ạ, bạn thấy chánh niệm bạn tưởng là tà niệm, mà thấy tà niệm thì lại tưởng là chánh niệm, cho nên là bạn dễ bị sinh ra cái tâm tiêu cực. Mà nguyên tắc là nó tiêu cực nó sẽ hút tiêu cực, bạn cho người ta cái gì người ta sẽ trả lại cho bạn cái đó. Ví dụ bạn tát người ta một cái thì chắc chắn người ta sẽ tát lại bạn một cái. Bạn chửi người ta một câu thì người ta sẽ trả lại cho một câu chửi, trừ khi một người tu tập họ hơn ở tầng bậc bạn. Thế thì nguyên tắc là bạn thì cho người ta sự tôn trọng thì người ta sẽ trả lại cho bạn sự tôn trọng. Bạn cho người ta tâm yêu thương thì người ta sẽ trả lại cho bạn tâm yêu thương. Bạn cho người ta sự tin tưởng thì người ta sẽ trả lại cho bạn sự tin tưởng. Như vậy bạn cho gì bạn sẽ nhận lại đó. Cho nên cho đi thì là nhận lại. Thế thì bản chất là gì ạ? Bạn là người mà nếu mà thường bạn hay tà niệm thì bạn cũng bị mất năng lượng mà. Rồi câu chuyện thứ hai là bạn mất năng lượng, tình trạng thứ hai là do tuệ lực của bạn kém. Tức là nguyên tắc là bạn đi học mà bạn ngu cái môn gì thì bạn sẽ mệt mỏi và bạn dễ ngủ ở cái môn đó. Tức là có một cái nguyên tắc là khi người ta nói cho bạn nghe một cái gì đó thì cái chất liệu của tư duy chính là hình ảnh. Ví dụ tôi tả về một cô gái cho bạn nghe thì ngay lập tức những hình ảnh của cô gái nó sẽ ùa về trong não bạn. Vì vậy thường khi người ta nghe mà người ta tư duy thì người ta hay ngách mắt lên trên trời, chính là để người ta kéo cái hình ảnh về não và người ta ghép hình. Và thường bạn không có trải nghiệm thì bạn không có hình ghép. Thế khi không có hình ghép thì bạn ghép, không có hình ghép thì bạn ghép cái chó nào được. Cho nên khi người ta lấy một cái ví dụ ở bên Mỹ chẳng hạn mà bạn chưa qua Mỹ bao giờ thì làm gì bạn có hình ghép. Cho nên người ta bảo bên Mỹ nó rất là đẹp, những tòa nhà 90 tầng, những con người Mỹ nó rất là thân thiện, người nó cao 1m8 vân vân và vân vân, những cái cầu thang máy nó bóng loáng. Tức là tất cả những cái thứ đó mà bạn chưa hình dung ra thang máy như thế nào thì bắt đầu là bạn gì ạ, bạn sẽ cảm thấy bộ não của mình nó theo không kịp. Và nguyên tắc khi nó theo không kịp thì bắt đầu là nó có hiện tượng là não của mình nó mệt. Mà não nó mệt thì nó tiết ra một cái chất hormone là tự cho não nghỉ. Và nguyên tắc ngu môn gì thì ngủ môn đó. Vì vậy tuệ của mình nó yếu thì là mình, họ nói những cái thứ mà nó vượt qua cái ngưỡng tư duy của mình thì ngay lập tức là mình buồn ngủ. Cho nên giáo sư dạy cho học sinh viên đại học mà họ nói ở tầng bậc cao quá thì bọn trẻ con nó tiêu thụ không có được, thế là bắt đầu nó buồn ngủ. Nó buồn ngủ là do nó ngu, nhưng cuối cùng nó lại không biết, nó lại bảo giáo sư ngu, thế nên là mới đau chứ. Cho nên là nguyên tắc mình cứ học, mình nghe người ta nói mà mình không hiểu mà mình buồn ngủ thì mình hiểu đấy là mình ngu, mà có nghĩa là buồn ngủ thì là mất năng lượng rồi. Cho nên là mất năng lượng nó có hai trường hợp. Một là mất năng lượng do tâm, tức là tâm của bạn nó không được chánh niệm mà toàn tà niệm thôi, tiêu cực. Hai là do tuệ của bạn nó quá yếu, cho nên khi bạn nói chuyện bạn không hiểu được, bạn sinh ra mệt mỏi, học môn gì ngu, buồn ngủ môn đó. Ba là do thân xác của bạn không có kỷ luật, cho nên bạn ăn ngủ bừa bãi, thức đến 1-2 giờ đêm thì 6 giờ sáng hôm sau mà bạn gì ạ, phải dậy xong bạn đi làm dứt khoát ngày hôm đấy, trong não bạn toàn tà niệm, tuệ lực của bạn rất là ngu, bạn cực kỳ dễ cáu gắt,
cho nên năng lượng của bạn nó kém. Thì do ba nguyên nhân: một, do thân xác không có kỷ luật bản thân, ăn ngủ bừa bãi cho nên cơ thể nó không được khỏe, nó sinh ra dễ bị gì ạ, cáu bẩn và tiêu cực. Hai là do tuệ của bạn kém, cho nên trong giao tiếp, trong nói chuyện, trong học tập, trong trao đổi công việc, bạn không có khả năng phân tích và theo kịp, thì não của bạn nó mệt và nó muốn ngủ, cho nên ngu là ngủ. Câu chuyện thứ ba là bạn có cả hai nhưng tâm của bạn nó quá nhiều tà niệm đi, cho nên bạn chỉ nghĩ đến những thứ tiêu cực nhất chứ bạn không nghĩ đến những điều tốt đẹp, dẫn tới bạn mệt từ trong gì ạ, trong tâm của bạn mệt ra. Như vậy mệt từ tâm thì chữa nó lâu, mệt từ tuệ một thời gian thì khắc mình sẽ sửa được, còn mệt từ tâm thì thay đổi được ngay, một tháng là thay đổi được ngay. Và chúc bạn sớm sửa được những cái năng lượng đó để sớm mình có được cái năng lượng tích cực hơn, và chúc bạn sớm tích cực, bởi vì tích cực là một trong những điều kiện cực kỳ quan trọng để tạo ra giá trị. Bởi vì bạn cho đi người khác những điều tích cực thì bạn sẽ nhận lại những điều tích cực, bạn cho đi người khác cái sự tiêu cực khó chịu thì người ta sẽ trả lại cho mình sự khó chịu, bạn cho đi cái sự ghen ghét, đố kỵ và nói xấu người khác thì người khác họ sẽ trả lại cho mình đúng cái đó. Đó là cái gương phản chiếu. Và cuộc đời của bạn chính là gương phản chiếu. Bạn nhả ra thế giới cái gì thì nó sẽ phản chiếu đúng cái đó. Nó gọi là gì ạ? Cái quy luật nhân quả. Bạn nhả ra cái nhân gì thì bạn sẽ nhận lại cái quả đó.